Sao? Tính đi về quê chơi lễ hả? Tắt máy lạnh chưa? Tắt vòi nước chưa? Cục sạc điện thoại đâu? Bỏ ba lô chưa? Khóa cửa sổ chưa? Vài bữa mưa tạt thấy mẹ luôn á. Gút nồi cơm điện chưa? Còn chừng gút lộn tủ lạnh nữa nha. Điện thoại đâu? Bỏ túi chưa? Cái bóp đâu? Không có tiền là khỏi nghỉ lễ nha cưng. Chìa khóa nhà đâu? Có bỏ trong phòng không? Thôi không còn quên gì nữa, em về nha. Bye bye. Khoan. Đặt vé xe chưa? Chết, em quên rồi. Thôi, vậy là xong rồi đó. Khỏi đi về quê luôn đi, ở lại đây chơi với anh luôn rồi.